Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Vậy là đến thứ bảy này thì cái sự kiện đấu giá S cộng Shiny Mega Gengar sẽ được lùi lại này. Và thay vào đó thì nghe nói là đến ngày 4 tháng 3 sẽ chính thức được big update, sẽ cập nhật thêm một số cái và sửa lỗi này. Hiện tại bây giờ vẫn chưa có thông tin chính thức là sẽ sửa lỗi hay là cập nhật thêm những gì. Chúng ta sẽ cùng chờ đến 4 tháng 3. Còn đâu thì Shiny Mega Gengar sẽ bắt đầu ở cái sự kiện đấu giá ngày 5 tháng 3, tức nghĩa bắt đầu từ thứ 3 cho đến thứ 5 là sẽ kết thúc. Tháng mới, thần thú đại chiến sắp có gì hot, chúng ta sẽ cùng chờ xem này. Và đã cập nhật ảnh bìa quẩy banh tháng 3 quả cót thả ga. Và đây, đó là cái thông báo về dày lịch sự kiện Beat War của Shiny Mega Gengar sẽ xuất hiện vào ngày 5 tháng 3. Trước khi bàn luận tiếp về Shiny Mega Gengar thì nếu bạn nào mà muốn kiếm chip đỏ thì sáng nay mình vừa mới làm một cái clip là mình đã quay nốt, đó là 100 lần cuối cùng của cái quay chip để có thể đạt được cái mốc đó là quay 300 lần cái sự kiện chip này. Và kèm theo đó là mình đã nhận được thêm đó là hai cái dương chip đỏ, ba cái dương chip vàng. Tính ra cái tổng số mà mình đã mất mỗi lần 880 là coi như 900 đi, là 27.000 kim cương. Tuy nhiên là đang có cái sự kiện lễ hội Carnival theo kiểu hàng tháng như vậy rồi thì mình cũng đã bớt đi được tầm khoảng 5 đến 6.000 kim cương. Tính ra là mình chỉ tốn khoảng tầm gần 22.000 kim cương để có thể có được hai cái chip dương chip đỏ. Và kèm theo lúc cái quay như vậy ấy, thì mình cũng đã có thêm được là ba hoặc bốn cái chip đỏ nữa mình quay ra được. Tính ra là bạn có thể lấy được cái chip đỏ với kiểu đó là tầm 22 chia cho 5 đi, khoảng tầm 4.500 kim cương để có thể lấy được một cái chip đỏ. Giá như vậy mình thấy là ổn. Quay trở lại với Shiny Mega Gengar, đến cuối tháng 3 này thì Mega TNC sẽ xuất hiện rồi. Và lúc đó thì nhiều bạn sẽ nghĩ đó là cái team ma sẽ chính thức là bị out meta. Thực ra là không phải, nó cũng sẽ có cái meta của nó, nhưng mà là meta của nó là hạng 2. Còn đâu những cái team còn lại như team nước với thép thì chắc là cũng sẽ không đủ đọ được với cả team ma, với cả team tiến đất đá rồi. Và nó sẽ chịu khó gọi là bay ở cái hạng 3 với cả hạng 4. Còn với mình thì mình sẽ chơi hai team thôi, tiết đá vẫn là cái team chủ đạo và team ma sẽ là cái team phụ thứ hai của mình. Lúc này thì mình cũng chưa thể nuôi được thêm đó là nhiều hơn khoảng 7 đến 8 Pokemon nữa, nguyên liệu không đủ và mình cứ chia đều cho nhiều Pokemon như vậy thì cũng sẽ không có con nào lên được một cách rất là mạnh này. Thực ra là mình có thể dồn thêm nhiều đồ nữa để có thể lên mạnh hơn. Còn đâu thì chính vì cái chia cứ một số Pokemon kiểu này kiểu kia như thế này mà dần dần chia đều ra thì cái team của mình nó cũng sẽ không được gọi là quá mạnh cho lắm. Còn với Shiny Mega Gengar đợt này thì mình đã có cái xác định đó là mình chỉ lấy nó ở 4 sao thôi, để có thể là cho được vào trong cái đội hình team ma của mình. Ít ra 4 sao vẫn có thể sử dụng tốt và team bạn là 4 Pokemon hệ ma vẫn có thể tàng hình được lúc đầu. Chứ còn đâu nếu mà nâng lên xác định là 8 sao thì về sau chỉ đi cùng với team ma và kèm theo nữa là nó cũng sẽ không có quá nhiều cái sự nổi bật nếu mà mình đang dồn vào cái team tiết đá như vậy. Vậy nên là bạn nên cân nhắc ở đợt này đó là Shiny Mega Gengar các bạn có lấy để có thể chơi team ma một cách lâu dài hay không thì hãng lấy, chứ còn đâu thì nó thực sự là tốt đấy. Nếu bạn bây giờ server mới tinh ấy, bạn lấy một con Shiny Mega Gengar này thôi là bạn cảm thấy là cũng có thể khả năng cân team được với cả những cái Pokemon S cộng hay là bậc S đã được nuôi mạnh trước sẵn đó rồi này. Còn với mình, bộ đôi Luala Masao mới gọi là quan trọng. Bạn nào mà chơi team ma thì Luala 8 trở lên rồi, Masadao thì bây giờ nếu mà các bạn cảm thấy nó là 8 sao ấy, nó cũng chưa có được cái sát thương quá mạnh. Mình nuôi 11 sao mà đấm nhiều lúc vẫn còn hên xui cho lắm. Vậy nên là với Luala 8 và Masadao 11 đó là hai con quan trọng nhất ở trong cái team ma rồi. Mình có thể thêm một Pokemon nữa. Với những bạn bây giờ mà đang chưa có Hoopa này, có thể không cần thiết đầu tư Hoopa lúc này đâu. Đấy là nếu bạn chưa không phải đam mê team ma, về sau team ma nó cũng chỉ cần thêm hai con, thêm một con hệ ma nữa thôi. Và nếu các bạn xác định về sau là chơi cùng với cả team siêu nữa thì siêu nó nhiều hơn, ma thì chỉ cùng lắm là đi được hai con Luala Masadao. Các bạn có thể kết hợp thêm một con nữa như là Shiny Mega Gengar cũng được này. Vậy đến thứ hai tuần sau, đầu tuần sẽ cập nhật cái phiên bản mới thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Còn Shiny Mega Gengar thì mình cũng sẽ nuôi test và cho là 4 sao. Bởi vì bây giờ ấy, nếu bạn đã nâng lên Masadao 11 sao rồi thì với nhiều hệ ma có trong team của bạn thì cái quả đấm của nó ở đòn tuyệt kỹ nó cũng sẽ mạnh hơn. Trong lúc mà nó ra đòn tuyệt kỹ như thế này thì nó sẽ hấp thụ 30% cái công vật lý của những Pokemon đồng minh khác của bên bạn mà hệ ma và hệ chiến đấu. Thế nên là Masadao
khi có thêm hệ ma nữa ở trong team thì cái sát thương nó gây ra đối với kỹ nó cũng sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Còn với Shiny Mega Gengar, đợt trước thì mình có nói là nó có khả năng là có khi địch ấy mà có cái lượng nộ mà nhỏ hơn 50% tấn công vào, mà trong khi đồng đội bên bạn ở hàng trước vẫn còn sống, tức là vẫn có đủ cả bạn 3 con, thì Shiny Mega Gengar nó có khả năng là tự động tàng hình. Và hôm trước thì có bạn hỏi mình là nếu bây giờ cho Blefalon vào, Blefalon chết nhưng mà nó đang ở trong cái trạng thái quả cầu ấy, thì liệu lúc đó Shiny Mega Gengar vẫn được tính là vẫn có hàng trước để được tàng hình hay không, thì mình sẽ cùng test ở bài tiếng Anh. Với Shiny Mega Gengar các bạn nên lưu ý đó là Shiny Mega Gengar đứng ở hàng sau thì khi đồng đội ở hàng trước mà vẫn còn, thì khi địch mà có cái chỉ số nộ ấy mà nhỏ 50% thì lúc mà chuẩn bị tấn công thì Shiny Mega Gengar nó sẽ tự động tàng hình giống như thế này. Còn nếu mà để Shiny Mega Gengar ở hàng trước ấy thì nó sẽ không kích hoạt hiệu ứng này đâu, mình đã thử lại rồi. Và có bạn hỏi là trong trường hợp nếu mà giả sử con Blefalon này nó bị tử trận ấy, thì hàng trước vẫn còn có tính là có Pokemon không để ở Shiny Mega Gengar có thể được tàng hình tiếp. Mình sẽ test lại. Lần này đó là con mỗi con Blefalon làm con bị tấn công thôi. Và lần này chắc là nó cũng sẽ dễ chết nhanh hơn, để lúc ấy test xem là sau khi mà nó chết rồi thì hàng trên có tính được nó không. Đây, thực ra là nó mà chết rồi nhưng mà nó vẫn đứng ở đây, thế nên là Shiny Mega Gengar hoàn toàn vẫn có thể là được tàng hình nếu mà bây giờ hàng trên vẫn đủ 3 con. Còn nếu mà mất đi một con thì Shiny Mega Gengar nó sẽ không kích hoạt hiệu ứng vừa rồi. Là Nihilego đây, mình sẽ lại thử tiếp. Đó là cái có khả năng đó là làm địch phải tấn công người khác, xong bắt đầu là nó sẽ trốn vào trong đó. Thì đấy là có tỷ lệ thôi, chứ còn đâu thì không, lúc có lúc nó cũng sẽ không kích hoạt. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái hiệu ứng tuyệt kỹ của Pokemon bậc S đi kèm với cả Shiny Mega Gengar đợt này. Đó chính là Nihilego này, một Pokemon sứa nằm trong nhóm Ultra Beast. Đợt này thì chắc những Pokemon S sẽ đi kèm với cả bậc S cộng rồi, và còn có thể là mở để kích duyên nữa. Còn một số Pokemon S trước thì bị lỗi chưa có thể kích hoạt được thì xong đây. Sau khi con Nihilego nó vừa ulti xong thì nó trốn vào trong một địch luôn. Đợt này là nếu bạn mà muốn chơi thì team độc thì chúng ta đang có hai con thôi, là con Nihilego với ở con Shiny Mega Gengar này. Chắc về sau team độc thì phải chờ Eternatus Star thì mới có thể được kích hoạt, mới có team độc được. Và Shiny Mega Gengar là cũng có một cái skin như thế này. Skin này là ảnh động này, nó sẽ cộng thêm 5% công đặc biệt với cả 3% tốc độ hồi nộ của nó nữa. Một cái skin dành cho bạn nào đam mê Shiny Mega Gengar. Ok, vậy là cuối tháng này thì Mega TNC sẽ chính thức xuất hiện rồi này. Và nếu mà không có gì thay đổi, đó là cứ 4 tuần ra một S cộng thì Shiny Mega Tyranita nó cũng sẽ ra gần theo Mega TNC luôn. Tính ra là đầu tháng 4 thì Shiny Mega Tyranita nó cũng xuất hiện, hoặc là tầm 31 tháng mấy lúc mình làm lịch ấy, là 4 tuần một S cộng ấy, thì Shiny Mega Tyranita ra cùng lúc với cả của Mega TNC là coi như là đủ một bộ đôi luôn. Còn nếu bây giờ nếu mà 4 tuần một S cộng thì nếu mà cứ ra như vậy thì ra Magenta xong rồi là Shiny Mega Gardevoir xuất hiện thì lúc đó vẫn chưa có Mega Mewtwo X đâu. Bởi vì nếu mà nhà phát hành vẫn muốn đó là 6 tháng ra một SS mới thì lúc đó sau khi ra Kandel thì Mega Mewtwo X mới xuất hiện cơ, thì lúc đó cũng chẳng còn gọi là có cái team giác đấu nữa. Còn nếu mà muốn có cái team giác đấu thì SS Mega Mewtwo X phải xuất hiện vào trong khoảng tầm 4 tháng tới. Nếu mà cứ 4 tuần một S cộng thì lúc đó ra trước ra Magenta thì mới có bắt đầu cái team xuất hiện thì team giác đấu. Vậy nên là thời điểm tới chúng ta sẽ cùng xem là nhà phát hành sẽ điều chỉnh để có thể là tạo ra được cái team giác đấu hay không. Đó là tùy vào SS sẽ ra 4 hay 6, hay là 6 tháng một con, hay là S cộng sẽ ra 4 hay là 5 tuần một S cộng. Chúng ta sẽ cùng chờ. Trước khi kết thúc clip này thì chúng ta sẽ cùng ngó một trận đấu ở bản tiếng đài. Bản đài thì team ma vẫn là một cái team được nhiều người sử dụng. Một là có thể cho vào đội hình team chính nếu người chơi đó đã lên từ trước, còn không thì là nó đội hình team 2. Và lúc này có thêm Mega Mewtwo X nữa thì bạn về sau nếu mà chơi team ma thì như các bạn thấy nó là hai Pokemon hệ ma thôi, rất quan trọng, Luala với cả Marsadao kèm thêm một Pokemon hệ ma, còn đâu thì chủ yếu là đi cùng thêm cả những Pokemon hỗ trợ khác và Pokemon hệ siêu, hoặc có thể kèm thêm đó là Mega Mewtwo X.
Thì với team ma về sau mà nếu các bạn muốn mạnh thì các bạn một là chơi đội hình team full ma giống như thời điểm bây giờ, đó là có thêm con shiny Mega Gengar này. Còn nếu không thì một cái hình thức team ma tối ưu hơn đó là kết hợp thêm về siêu, về sau là kết hợp thêm với cả giác đấu của Mega Mewtwo X nữa, thì lúc đó bạn mới có thể giành được chiến thắng trước những cái team mà mới hơn. Chứ còn đâu nếu bạn mà vẫn cố những cái đội hình Pokemon S cộng cũ thì dần dần đương nhiên rồi, những S cộng mới mặc dù là cũng 11 sao đấy nhưng mà nó cũng sẽ giúp cho team bạn tốt hơn rất là nhiều, với cả mạnh mẽ hơn. Với team ma thì có khả năng tàng hình, nhưng mà Mega Mewtwo X là một con ưu tiên tấn công vào những con tàng hình và nó cũng sẽ đánh bỏ qua tàng hình. Thì team ma cũng là một cái team mà đang được phổ biến ở bản đài, bản tiếng Anh thì cũng có vẻ ít hơn. Bây giờ dần dần đó chuyển sang hướng team tiếng đá rồi, bởi vì là có cái định hướng lâu dài hơn này và cảm thấy an toàn. Thì tiếng đá cũng là một cái đội hình mà có lẽ là cả VIP thấp lẫn VIP cao vẫn đang ưu tiên để sử dụng. Và đội hình team ma bên này, Necroma con chủ đạo chính thì đã bị chính con Mega Mewtwo X lôi vào trong đấu trường Sura phát cuối và giết chết. Còn Luala lúc này nếu bạn nâng lên 11 sao thì về sau ở những cái đòn mà ánh trăng nó giật xuống vẫn rất là rát luôn đấy, phải nói đam rất là cao. Một mình Masadao có lẽ là vẫn chưa đủ đâu, thì thêm được 11 sao của Luala đánh với đòn ánh trăng nữa là lúc đó cái sát thương của bạn sẽ mạnh hơn và có thể tiêu diệt nhiều địch hơn. Và với việc đang tàng hình như vậy, hai bên team ma đang tàng hình thì bên team kia vừa mới được hồi sinh dậy cũng chưa có thể hành động được, có mỗi Mega một chút là có khả năng đánh tàng hình thì ok vẫn đánh được thôi. Myojin là một Pokemon rất là tốt, mặc dù chỉ với 4 sao, hoặc là nếu các bạn lên được 8 sao thì nó còn tốt hơn nữa. Đó là một con các bạn sẽ cần trong thời gian tới để có thể là giúp cho team ma của bạn vững chắc ở cái hàng trước. Và vừa rồi thì đòn ánh trăng của Luala nó đã giật, cũng đã chết mất, đó là con Mega Mewtwo X rồi. Còn lại bây giờ là 3 con ma với cả mấy con ma bên kia nữa. Nhưng bên kia thì Luala vẫn chưa có hồi sinh trở lại, cho nên là nó vẫn còn có cái dịp để giành chiến thắng hơn. Hai đội hình team ma rất là lầy. Necroma bắn này. Team ma, một cái team mình cảm thấy rất là thú vị. Một là cái khả năng tàng hình, hai là có những Pokemon tấn công theo kiểu rất là đột biến, có những lúc có thể chết cả bên địch, ví dụ như là con Masadao ấy. Cảm tưởng đòn tấn công của nó nhiều lúc rất là ảo. Nhưng mà thực sự là đấy là cái sức mạnh của nó rồi. Luala búp nó rất là nhiều. Mà Luala vẫn là một con rất là trâu. Bên kia thì bắt đầu bây giờ mới được hồi sinh này và chuẩn bị một đòn tấn công. Và bởi vì các đang tàng hình cả đôi luôn. Ánh trăng gây hiệu ứng bất lợi. 16 triệu này, còn vừa rồi lại chết mất con Necroma bên kia. Và lại ulti tiếp, lại bám lên địch. Lại bám vào con Myojin này. 2 triệu này. Nói chung Myojin phòng thủ rất là ghê. Ánh trăng. Thì với team ma lúc này các bạn nên tập trung khoảng 2 con như vậy thôi. Còn về sau thì kết hợp thêm với siêu nữa, đó là cái hướng đi nó sẽ được an toàn với cả mạnh hơn. Bởi vì càng dần những S cộng về sau thì nó sẽ mạnh, thì chúng ta nên đầu tư dần. Lúc này thì Masadao, Luala là hai con quan trọng thì nên ưu tiên trước. Còn đâu các bạn cứ lắp tặng một con 4 sao vào thôi. Với Giratina hay là con Hoopa lúc này chỉ đang 4 sao thì cứ nuôi tạm đấy đã. Còn để 4 sao để lấy sử dụng lấy cái nội tại tàng hình của Luala, còn đâu về sau thì lấy S cộng mới. Ok, hẹn gặp lại các bạn vào clip kế tiếp.